À, xin chào anh em, có chú có bác quan tâm tới kênh Đi Qua Tường Hình nha. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em với chú bác hai bộ cờ lê ha. Ở đây thì cái bộ số 1 thì cái bộ phổ thông em hay bán, trước giờ em bán cũng tương đối nhiều ha. Nhưng mà anh em rất là thích ha. Anh em cực kỳ thích cờ lê. Vì nó rất là cần thiết trong cái việc sửa chữa gia đình hoặc là sửa chữa trong công việc của mình ha. Còn cái bộ thứ hai thì em ít bán hơn ha. Đa số bán lẻ nhưng mà đợt này thì em bán bộ ha. Bởi vì cái cờ lê nó về rất là lung tung ha. Cho nên cái việc xếp bộ nó tương đối không 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 có đủ bộ ha. Đa số là lại em thừa số nhiều ha. Ví dụ như những cây về ví dụ như những cây 19 21 này nó nhiều nè. Hoặc là những cây 14 17 á nó tương đối nhiều ha. Còn cái số mà nhỏ nhỏ thì nó rất là ít ha. Số lớn thì anh em không xài thì mình cũng ít lấy, nhưng mà cái số nhỏ thì nó tương đối ít. Đặc biệt là 13, 15 rồi 19 cũng hơi hiếm ha. Mấy số chẵn như 16 nó cũng hầu như không có. Nói cho nên mình rất là ít xếp bộ cái cờ lê vòng này ha. Ok. Với lại cái giá cờ lê vòng này nó lấy vào nó cũng tương đối là cao. Ví dụ như cái bộ này nó nặng tới 1,2 kg hoặc hơn 1,2 kg một tí xíu ha. Bởi vì hai cây sau này nó rất là nặng. Ví dụ như cây này đi ha. Thì cây này đi nó nặng gần nửa ký. Đó, anh hình dung nó rất là nặng ha. Đó. Rồi, ok, sẵn mình báo giá luôn nha. Cái bộ này thì nó vẫn giá giống như hôm trước ha. Cái bộ này thì 180 ngàn nha. Còn cái bộ này thì nó giá nó cao hơn, bởi vì thứ nhất nó nặng gấp đôi cái bộ này, với lại thứ hai giá nó cũng hơi hơi cao ha. Đó là bộ này 370 ngàn nha, chưa tính phí ship nha nè. Bộ này là hai số, đa số nó nối số nhau hết, cho nên cái số nó tương đối là đa dạng ha. Anh em có thể dùng gần như có thể mở được các số phổ thông ha, đặc biệt cái đây nó có cả số 26 luôn. Nó rất tuyệt vời ha. Rồi em xin giới thiệu cái bộ đầu tiên nha. Cây 80 ha. Cây này có tên tuổi đàng hoàng ha. À, anh em lưu ý nha, ví dụ như nó ghi chữ Forged Steel thì cái này không không phải là cái hãng nha nè. Cái hãng của nó thì ví dụ nó có logo như vậy ha. IKK ví dụ như đây vậy. Còn cái này là tên của cái loại thép thôi ha. Cây này là chất lượng ha. Ok, cây 80. Một cây 10 12. Ha. Thép nhìn rất là lì ha. Bên đây nó hơi khuyết một tí xíu ha. Tí nữa nếu mà có cây 10 12 khác thì mình đổi cho cây này ha. Cái loại mình mình thì mình thích cái loại thép mà nó hơi lì lì đen đen như vậy ha. Đó. Hơn là cái loại như vậy. Riêng mình thấy ha. Còn những cây như vậy anh em thấy ha, cái này là của Kyoto Tool, nó là của KTC, hàng chất lượng cao của Nhật ha, không phải là tệ, nhưng mà riêng mình thân mình lại thích cái loại thép nó lì ha. Ví dụ như cây này rất đẹp ha, rất mới 12-4, 12-14 KTC. Cây 15 này á, nó không, anh em nhìn nha, á, phía trước này nó ghi là Drop Forked, đó, rất là đẹp ha. Cầm thép rất là đẹp chứ không phải thép mạ xấu xấu kia ha, mạ inox rất là đẹp. Nhưng mà nó không có tên tuổi nha, nhưng mà hàng hàng nội địa Nhật ha. Rồi, mình giới thiệu từng cây kỹ luôn ha. Cây này là cây của Nhật đàng hoàng, Kyoto Tool á. Chất lượng cao. 5/8 3/4. Số 5/8 3/4 là số bao nhiêu mình quên rồi. Anh em lấy 5 chia 8 rồi nhân cho 25.4 ha. 3/4 hình như là 22 gì vậy, 22 gì vậy, 19 hay 22 gì nữa. Đó. Cây cuối cùng thì nó của Tông Tun, thì anh em quá rành rồi ha. Tông Tun thì nó chuyên về cờ lê với lại cần siết lực, mỏ lết nó cũng có ha. Ok, cây này rất dày, rất ok. Thì cái bộ đầu tiên này thì cái số nó không được đa dạng lắm ha, nhưng mà nó cũng đủ một số cơ bản để cho anh em làm lặt vặt trong nhà ha. Rồi, bộ này thì 180 ngàn nha.
Còn cái bộ số 2 này mình giới thiệu ha. Bộ số 2 này nó cây 80 này. Thép nhìn rất là lì, rất là ok ha. Phỏng in rất là bài bản 80 ha. Cây 10 10 12 KDC alloy steel. Rồi. Cái này là của Nhật 100%. Cây tiếp theo là 11 13, cây 11 13 hơi bị độc ha. Bởi vì cái hàng 11 13 rất là hiếm. Hàng Nhật rất là hiếm, hàng 12 14 14 10 14 17 rất là nhiều, nhưng mà 11 13 rất là ít ha. Ok, cái hàng Nhật chất lượng cao đàng hoàng ha. Japan 11 13. Rồi, 12 14 của Hero ha. Cái này rất mới. Một cây 17 14 17 ha. Western Spirit. Cái hãng thì đối với mình nó hơi lạ, không biết anh em có rành cái hãng này không, nhưng mà nó làm rất là đẹp ha, dày. Chất liệu chrome vanadi. Chất liệu thường thấy trong các cây mallet của các hãng nổi tiếng ha. Ok. Cây tiếp theo là 19 21. Cây này rất phổ thông. Cây này có thể nói là nếu mà anh em sửa xe máy chắc là cây này xài nhiều nhất ha. 921 làm thép CRV chrome vanadi. CR-V là viết tắt của chrome vanadi ha. Steel. Này cái hãng Tongtun Japan ha. Cây này thì rất chất lượng rồi, anh em yên tâm. Cây cuối là cây hàng khủng ha. Nó dày mà nó nặng nửa ký thì anh em biết là nó nặng như thế nào ha. Nên thấy nè, super hàng super nó làm hàng super với lại hit nó làm rất là tuyệt vời, hàng chất lượng cao của Nhật ha. Một đầu 21 và một đầu 26 rất dày rất nặng ha. Ok. Rồi, ok thì ở đây thì mình giới thiệu hai bộ thôi, mình giới thiệu nó cũng hơi hơi kỹ xíu đó. Anh em quan tâm thì cứ liên hệ, mình báo giá lại bộ 108, bộ 307 nha. Anh em quan tâm thì liên hệ theo số điện thoại là 076 8632 039 nha. Xin chào, cảm ơn em rất là nhiều ạ.